Và con đường Gia Long của chúng ta đây với rất là nhiều khách sạn một sao cho đến 4 sao, và bên tay trái chúng ta đó là khách sạn rất là lớn Grand Silverlin Hotel. Mình nhìn bên tay phải đó là khách sạn Sông Anh, cái biển hiệu vàng vàng nè. Sông Anh Hotel. Khách sạn này bề ngang khoảng 4 mét thôi. Cao 1, 2, 3, 4, 5, 6 lầu. Ở đây thì có khách sạn Anh và Em Hotel nữa nè. Đó, khách sạn Anh và Em ở đây thì có giá trên 2 triệu nè. Từ 2 triệu trở lên. Và con đường Gia Long của chúng ta đây với rất là nhiều khách sạn một sao cho đến 4 sao, và bên tay trái chúng ta đó là khách sạn rất là lớn Grand Silverlin Hotel. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Lý Tự Trọng và Thủ Khoa Huân, và bên cánh trái chúng ta có một cái quán cà phê cũng rất là dễ thương mát mẻ, đó là Lamenda, Lamenda Coffee. Và ở trên là khách sạn ha, ở trên là khách sạn Anh và Em nè. Hệ thống khách sạn Anh và Em có ở gần chợ Bến Thành rất là nhiều, cửa đông chợ Bến Thành cũng có. Và con đường Gia Long của chúng ta đây với rất là nhiều khách sạn một sao cho đến 4 sao, và bên tay trái chúng ta đó là khách sạn rất là lớn Grand Silverlin Hotel. Nằm ở số 4. Khách sạn công ty Hải Long, hàng số 133, Lý Tự Trọng. Khách sạn này thuộc công ty Hải Long. Và kế bên khách sạn thì có một cái công ty tổ chức tour Việt Nam Tour, Tour Booking. Có rất nhiều du khách đang đang book tour ở công ty kế bên này. Và hành trình ngày hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng dạo bước một vòng cửa đông chợ Bến Thành để mình xem ở đây có những khách sạn nào, và ở đây cũng là một cái hình ảnh để các anh chị và các bạn tham khảo khi chúng ta có dịp đến Sài Gòn. Và những giá của khách sạn em sẽ để ở trên màn hình để các anh chị các bạn có thể tham khảo. Đương nhiên là những cái giá này là mang tính chất tham khảo, còn chi tiết cụ thể thì chắc hẹn các anh chị trong những video khác. Tại vì mỗi khách sạn có rất là nhiều dịch vụ, rất là nhiều giá khác nhau, nên thành ra cũng không để giá hết trên cái màn hình được. Và theo thẳng hướng Thủ Khoa Huân này, chúng ta sẽ đi đến con đường Quyền Trấn Công Chúa, con đường cặp bên hông cái phía sau Dinh Độc Lập, Dinh Norodom, và kế bên Cung Lao Động, Vườn Tao Đàn. Và theo bên phải này chúng ta sẽ đi về cửa Bắc chợ Bến Thành, và ngay giao lộ Thủ Khoa Huân, và kế bên khách sạn Grand Silverlin thì có một cái quán mì, đó là quán Hoa Đông. Đây như là cái chung cư luôn á, nằm ở số 121 Lý Tự Trọng. Và chúng ta đi một tí nữa thì sẽ đến cái Street Food Market. Đây có rất là nhiều du khách đi đi chơi nè, họ sẽ đi tour đó.
Và đối với những khách sạn ở gần khu vực này thì sẽ có giá ở cấp cao hơn, khoảng tầm 2 triệu trở lên. Vì ở đây rất là tiện lợi và rất là gần khi mà chúng ta đi ra chợ Bến Thành hoặc là đi đến những cái địa điểm khác như là quận Huệ hoặc là bến Bạch Đằng hoặc là qua quận Tư. Và cái an ninh ở khu vực này thì rất là cao nên chúng ta khỏi phải lo lắng ha. Và bên tay trái chúng ta đó là cái khu vực ăn uống ở cửa đông chợ, ở cửa tây, ở cửa bắc chợ Bến Thành. Có rất là nhiều du khách ngồi ăn và thưởng thức âm nhạc ở đây. Và đặc biệt con đường này có rất là nhiều cái spa, massage, nail. Massage chân. Đây mình nhìn vào bên đường thì có nhà hàng Yummy Kitchen. Và kế bên nó có con hẻm số 11 bán cơm buổi tối nè. Bán cơm chiều, bán cơm theo phong cách Việt Nam đó, cá kho, thịt kho rồi đầy trái cây nhìn thấy hấp dẫn quá. Trái cây Hương Sang, trái cây Hương Sang ở số chín Thủ Khoa Huân. Và đặc biệt ở bên cửa bắc này có rất là nhiều cửa hàng bán trái cây, bán hoa như bên đường nè, bên đường cũng có bán trái cây nữa nè. Đó, ở phía dưới cái nhà rất là xưa. Chúng ta nhìn những hình ảnh này giống như là mình đang đi ở con phố ở Sài Gòn vậy đó. Và chúng ta nhìn đây là dãy cửa bắc chợ Bến Thành. Và mình nhìn thấy có rất là nhiều du khách. Đi dạo cuối tuần. Ở chợ Sài Gòn này bà con bán được nhờ ngày cuối tuần, rất là nhiều du khách đi. Thì đương nhiên là cái tỷ lệ người đi tham quan sẽ nhiều hơn là người mua. Nhưng mà dù sao cuối tuần cái tỷ lệ người mua vẫn cao hơn so với những ngày khác. Và mình sẽ đi theo cái dọc con đường Tạ Thu Thâu ngày xưa, và cũng là con đường Phan Bội Châu ngày nay, để mình xem ở khu vực cửa đông có những cái khách sạn và những cái hàng ăn uống như thế nào, để có dịp các anh chị và các bạn đến Sài Gòn và mình có thể tham khảo. Và ở đây mình thấy có xe bánh mì thịt nướng nè. Bánh mì bì, bánh mì thịt nướng,
Và đây là có cái cửa hàng bán vé máy bay. Và mình thấy hình ảnh của ông lão rất là lớn tuổi. Ở đây như ông bán nước thì phải. Ông với bà bán nước ở ngay góc đường Thủ Khoa Huân và Lê Thánh Tôn. Chúng ta đang đi dọc trên con đường Lê Thánh Tôn và sẽ đi ngang khách sạn Ngân Hà hôm bữa đó. Và ở dưới lòng đường bán rất là nhiều dép. Đây có hiệu làm tầm neo. Hoàng Hương, Kim Cương, Kim Cương Hotel. Rồi anh tìm vàng. Ngày xưa thì đoạn Lê Thánh Tôn này bán rất là nhiều vàng bạc đá quý. Rất là nhiều cửa hiệu bán nữ trang ở đây, nhưng mà ngày nay thì không còn nhiều nữa. Có bánh xèo 80 ngàn một cái. Bánh canh bột gạo 70 ngàn. Bánh bún cá lóc 70. Phở 80. Gà 100, gà 100. Bánh mì thịt nướng 50 ngàn. Sủi cảo 80 ngàn. Ở cái nhà hàng nè. Ở đây họ không có để tên ở dưới nên mình thấy không rõ cho lắm. Và kế bên có một cái shop tiện lợi Cycle K. Và mình nhìn ngang qua đây, bên tay phải chúng ta đó là con đường Tạ Thu Thâu ngày xưa. Và ngày nay là con đường Phan Bội Châu với rất là nhiều cái sạp bán quần áo, rồi bán đồ ăn. Khu vực đường Tạ Thu Thâu này cũng giống như bên con đường Phan Chu Trinh vậy đó. Cũng có một phần bán quần áo, quầy lưu niệm, rồi bán đồ ăn y chang vậy luôn, sắp xếp một cách đồng bộ. Rồi mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua lúc nãy nè. Và với cái đoạn này chúng ta không có nhiều khách sạn như ở con đường Lý Tự Trọng lúc nãy. Với những khách sạn của nó sẽ nằm rải rác, nằm rải rác ở lòng vòng những cái khu vực này. Và em sẽ chia sẻ những cái khách sạn gần gần ở đây thôi. Còn rất là nhiều khách sạn nằm trong hẻm nữa. Và ở đây em thấy cái hẻm bán cà phê rồi bán đồ ăn rất là nhiều. Hẻm số 136 Lý Tự Trọng. Và mình nhìn bên tay phải đó là khách sạn Sông Anh. Cái biển hiệu vàng vàng nè. Sông Anh Hotel. Khách sạn này bề ngang khoảng 4 mét thôi. Cao 1, 2, 3, 4, 5, 6 lầu. Đối với những khách sạn này chắc có giá là phải tầm 2 triệu một đêm, khoảng chừng 100 đô. Tại vì những khách sạn này mình đi ra nằm ở địa thế rất là đẹp, đó là vị trí chợ Bến Thành, và sự thuận tiện của nó mang lên cái giá trị của nó như ngày hôm nay. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi vào con đường Tạ Thu Thâu. Đối với con đường này không được chạy xe máy, và mình sẽ đi dạo một vòng ở đây.
và mình xem cái bên cánh trái chúng ta có những khách sạn gì ha. Bên đây thì bán những cái đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, dây nịt hay là ở đây thì có khách sạn Anh và Em Hotel nữa nè. Đó, khách sạn Anh và Em ở đây thì có giá trên 2 triệu nè, từ 2 triệu trở lên. Đối với đoạn này thì không có nhiều khách sạn, chỉ có vài khách sạn thôi. Từ vì khu này cũng là khu đắc địa. Ê, Sài Gòn bây giờ chuẩn bị mưa rồi, nhiễu hột rồi. Sài Gòn mưa nắng bất chợt, nên thành ra cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Và đối diện khách sạn Anh và Em là một cái hàng ăn uống, quán Hai Lúa nè. Mình nhìn đi ngang đây cũng rất là nhiều lần, mình thấy cái món gọi là cá lóc nướng. Mưa lâm râm mà. Trời mưa mà ngồi ở trong cái hàng quán này thì rất là mát ha. Vừa nhâm nhi vừa nhìn ngoài mưa. Và có lẽ mưa thì sẽ không có ai đi chợ. Nên thành ra nếu mà Sài Gòn mà mưa là chợ Bến Thành sẽ rất là buồn đây. Hôm nay có một số sạp họ không có bán. Có một số sạp họ nghỉ. Hoặc là bữa nay họ thấy trời mưa nên họ dẹp luôn nè. Có lẽ là mưa là người ta sẽ dẹp sớm. Và hết rồi. Và đến đây thì con đường Tạ Thu Thâu chúng ta chỉ có một khách sạn Anh và Em thôi. Không có nhiều khách sạn. Mình đi qua cái con đường bán giày dép xem sao. Coi khu vực đó có khách sạn gì không ha. Sẵn đi cho hết cái cửa đông chợ Bến Thành này. Có lẽ là mưa nên thành ra người ta sẽ dọn chợ sớm nè. Mất xã hội một ngày rồi. Ở đây thì xã hội một ngày rất là cao, nên thành ra một ngày nào không bán được là ngày đó sẽ vất vả đây. Họ nói là đẩy ra đẩy vô nặng quá chừng, mà mới vừa đẩy ra thì lại thì mưa, thành ra buồn ghê. Với đoạn này thì có khách sạn City Indochina. Ta đi một đoạn nữa. Ở đây bán, con đường này bán rất là nhiều dép, đặc biệt là giày dép rất là nhiều luôn. Đây con đường này chúng ta thấy đa phần là bán giày dép và có vài khách sạn. Như đây khách sạn Vương Tài Hotel. Nằm ở số 20 Lưu Văn Lan, và khách sạn Thành Phố ở 18 Lưu Văn Lan. Thank you.
khách sạn ở đây thì cũng không có lớn lắm, vừa vừa đó. Nhưng mà được cái gần gần với chợ Bến Thành, địa thế đắt đỏ. Đây là khách sạn Uptown Hotel. À, nằm ở số 9, số 11, Lưu Văn Lan. Khách sạn này cũng rất là lớn. Thật mềm quá hả? Mà có lẽ kế bên đây cũng sẽ sắp có khách sạn mọc lên rồi nè. Đang xây. Và đến đây là cuối đường của đường Nguyễn Trung Trực, giao với đường Lê Lợi. Theo hướng cánh trái này chúng ta sẽ đưa ra đường Gia Long nè, và đi cánh phải là chúng ta sẽ ra đường Lê Lợi. Rồi một số hình ảnh về những khách sạn gần cửa đông chợ Bến Thành và cửa bắc chợ Bến Thành gửi cô chú anh chị để chúng ta có dịp về Sài Gòn thì mình cũng có những cái hình ảnh để tham khảo ở khu vực này về đêm an ninh như thế nào và những cái giao diện của khách sạn đó ra sao, và nhìn sơ qua kiến trúc bên ngoài của những khách sạn và những vị trí như thế nào. Thông qua đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Những nội dung này nó được xây lên và hoàn thiện nhờ những comment của cô chú anh chị, nên thật ra trong quá trình thực hiện video thì nếu em có sai sót hay là sai sót thiếu sót gì đó thì cô chú anh chị cho em xin cái comment nhé. Cô chú đừng ngại, và em cũng sẽ không có buồn và không ngại khi nhận được những comment đó. Và ngược lại, em cũng rất là trân quý những cái comment, những like, những chia sẻ của bà con. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ủa mày, lần trước đó. Đây là con đường Lê Lợi, bán rất là nhiều đồ lưu niệm. Ủa sao mày biết đâu? Đem cà tôi nét mốt đó. Và theo thẳng hướng này mình sẽ ra cửa Nam chợ Bến Thành luôn nè. Đây có cái shop. Ginkgo Organic. Những cái nguyên liệu có lẽ làm bằng từ thiên nhiên, nhưng mà những sợi dâu tầm, rồi những cái dây sơ dừa làm ra những sản phẩm organic. Và chợ Sài Gòn hôm nay rất là buồn vì mưa cứ lất phất, lúc mưa lúc không, lúc dọn ra thì lại mưa, lúc dọn vô lại hết mưa. Mình thấy con đường khúc này buổi tối bữa mỗi ngày bán rất là nhiều, rất là đông khách. Hôm nay thì mưa quá người ta xếp lại luôn rồi. Đây là giao lộ của Lê Lợi và Tạ Thu Thâu ngày xưa, và Lê Lợi và Phan Bội Châu ngày nay. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.